do vậy thì em cũng muốn được bà con có được làm cái định hệ tiền chuyện nó đúng với công ty người ta để làm có học cuối thì cũng chính là của năm phòng vừa khi bà đặt vấn đề thì đời nào đã biết toàn quốc ở Việt Nam thì cũng rất là ngang cũng hay tính tới nay mà thường các bài báo nghiên cứu học thì các bài báo đó không phải là được đi vô trong cái hoặc là báo không có để không làm người đó số lượng ngày không giờ bị sự kiếm cũng là sinh viên hoặc là những người mà có khả năng học tập thì nó khó khăn nên giải pháp này em ra là áp dụng kit và cùng với đồng hành sinh sẽ sử dụng một giải web và sẽ tiến hành được các bài báo khoa học. Thì mục tiêu này chúng ta là nghe kênh làm đến học kênh vị trí năm đại đạo giả vân rồi sự tìm kiếm để nghiên cứu này mục tiêu nào đó thì mục tiêu cụ thể là quá trình chính phủ như là hay là sử dụng các và thiết kế là sau đó tiến hành phân tích các bài báo đó còn gọi là cái bản tự đề của sau đó tiến hành đưa dữ liệu vào hệ thống Postgres để hệ thống Postgres tiến hành chạy thử thì đây là bản dữ liệu của CSV đã phân loại ra từ các mục tiêu biên ra. Đây là dữ liệu nên lộn lộn tóm tắt cho một bài báo rồi báo về hội thảo và các hoạt động tiếp theo 15 em đã đi ra. Thì phương pháp thiết kế sử dụng dữ liệu của em thì ba bước thì thiết kế mô hình dữ liệu. Thứ hai là cái mô hình dữ liệu tổng lý luận, thứ ba là thiết kế mô hình dữ liệu tổng lý. Thì bước đầu tiên thì thiết kế mô hình dữ liệu tổng lý. Thiết kế mô hình dữ liệu thì em chính là phân loại các nhóm cái bài báo trên đó và các mối liên hệ các nhóm nó với nhau. Đây là kết quả số liệu phân tích tạo thành cái bản của mình. Sau khi mà phân tích lại thì em biết cái dữ liệu và đưa ra project thì em tiến hành là ứng dụng và phân tích để tư vấn có thông tin thử về ở đây là em tư vấn là đúng là từ những em nhóm bài báo nha để còn cái này là em đi xuất ra là kiếm bài báo dựa vào và đang nói trong cộng đồng kinh tế bởi là em đi xuất ra cái bài báo này em tìm em làm để đi xuất ra những con người giá trị và nghiên cứu các giá trị của tập hiện tượng báo. Thì quá trình xây dựng trang web này thì đầu tiên là cái hệ thống, từ đó là tiến hành dễ dàng Thì cái đó thì tốt đẹp là mà tại những người làm như vậy nó sẽ liên cái tiêu cực. Là người này có là quyền vào chỉ trong trang web. Điều thứ hai là trong đó không cách nào cũng được thay đổi lợi dụng tên. Không phải mình có thể là không chấp tài khoản, tiến hành phải là điện tử điện nghiêm, phải là tiến hành an toàn để có được lên. Hay là đầu sang đại học tiếp theo thì như là tạo thành cái gì cũng được. Thì đây là cái gì người thiết kế làm trang chủ đó là tên trên web bản đồ tìm kiếm theo tiêu chí để quả tên nhạc thì có tên nhạc là mẫu thì hay là đúng là thức đây là giao diện của cái trang nhạc. Dạ, cái quả thì mình đây là cái này nó khác em rất là kiểm tra đi. Đây là cái của em là của tận nhân dân được không? Quả đây là giao diện chính của cái trang web. Cái này là đây là cái điểm của trang web điểm theo cái mức theo tính thành chủ đề hoặc là năm phần điểm hoặc là phương pháp thì theo tiêu chí của người muốn tìm mà phải sử dụng kết quả. Đây là video về môn của cái trang web. Ở phòng mình cũng phải có em mới chạy logo ra hả? Chạy cái máy đó em quay video lại. Ok. Mình kéo đến cái đoạn này thôi. Tốt lớp trên bộ môn này kia, hôm nay kia nó là